Socket này các bạn này. Úi giời, socket này chắc là bị cong rồi các bạn ạ, bị cong này. Thì mình sẽ gẩy lại cái chân của con CPU này cho chắc ăn các bạn nhé. Xin chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn trong video tiếp theo của PC Gaming. Hôm nay chúng ta tiếp tục với chủ đề về mua hàng online giá rẻ theo kiểu lô tô thể thao mạo hiểm các bạn nhé. Và nhân vật chính của chúng ta là một kiện hàng đây các bạn này. Đây là một combo i7. Combo i7 nhưng mà mình mua với chỉ giá một củ. Một củ không bao tét, không bao sống. Và nó là một củ cấu hình i7 này, là cấu hình gọi là thế hệ thất bại của Intel. Tại sao lại là thất bại Intel? Vì chúng ta sẽ cùng mở hộp để xem nó là gì nhé các bạn nhé. Ok các bạn nhé, chúng ta sẽ cùng mở hộp. Cái này mình mua của bạn Kha Đào này, bán này ở trong Thanh Hóa các bạn nhé. Có một con nguồn này là con nguồn như kiểu nguồn đồng bộ ấy các bạn. Đúng rồi, nguồn đồng bộ này. Cái này của con này là con nguồn đồng bộ của HP và có công suất là 300W. Không có dây cho Vega đâu các bạn ạ. Nguồn đồng bộ thì cũng khá là ok, nhưng mà thôi lắp văn phòng thôi vì không có dây Vega nhá. Cái bọc bé này của chúng ta sẽ có một con SSD của Inlilic. Mình chưa biết cái hãng này bao giờ luôn. 120GB các bạn nhá. Inlilic. Chắc cũng lại khựa thôi, nhưng mà 120GB SSD này. Tiếp theo là một con cạc. Và cạc mạng các bạn nhé. Cạc mạng này ngày xưa thì còn rất là giá trị và cũng rất là cần với những cái máy nó không có cạc mạng. Bây giờ thì để làm đồ sưu tầm thôi các bạn này. Tiếp theo là chúng ta sẽ có hai con Vega liền các bạn này. Một con là con L210 1GB. Hình thức chỗ này thì hơi dỉ một tí vì L210 nó cũng lâu rồi các bạn. Nên là dỉ là chuyện hết sức bình thường. Mặt sau thì còn khá là nguyên bản các bạn nhé. Trông như này là có vẻ như còn nguyên bản đấy các bạn. Các linh kiện này, linh kiện còn rất là ok luôn các bạn này. Không biết có chạy hay không. Cái này là hàng tặng kèm, không phải bán các bạn nhé. Tiếp theo là một con Vega nữa này. Con này là con LX72G 512M các bạn nhé. Con này trông được còn sạch hơn cả con này các bạn. Mặc dù đời sâu hơn, con này đời sâu hơn nhưng mà lại sạch hơn con này. Đấy. Mặt sau của chúng ta đây, con này cũng của Gigalot và trông cũng rất là có vẻ như còn nguyên bản này, có thêm chữ ok thì chắc là test rồi hoặc là sửa rồi gì đó. Đó. Ok các bạn nha. Đấy, nhân vật chính của chúng ta đây, một combo main RAM. Main thì là main ASRock B150 Pro. Ở đây các cái tản tiết là nhìn còn rất là mới luôn các bạn này. À, những cái tản VRM này rất mới luôn các bạn nhé. Các cổng kết nối của chúng ta ở đây nhìn còn khá là mới các bạn nhé. Đấy, chỉ gì gì một chút xíu ở đây thôi. Chung quy là nhìn còn hình thức còn tương đối là đẹp các bạn. Mặt sau đây, mặt sau thì cảm giác như có vẻ bị mốc mốc hay là dấu vân tay rất là nhiều các bạn này. Dấu vân tay rất là nhiều này. Như kiểu sờ một phát vào đây này. Đấy, ở góc này này có chữ Make in Việt Nam này. Về tổng thể nhìn ốc yếc thì vẫn còn rất là sáng các bạn nhé. Chỉ có một cái góc này có cảm giác như hơi mốc mốc một chút xíu thôi. Đấy, nhưng mà nhìn màu vẫn còn rất là đẹp. Hai thanh RAM này là bao nhiêu GB? Chúng ta sẽ có một thanh thanh này thêm 4GB các bạn này. 4GB bớt 2133. Thanh này là thanh bao nhiêu GB? Thanh này mình chưa nhìn thấy GB đâu các bạn ạ. Nhưng mà bớt có vẻ là 2400 rồi các bạn nhỉ. Hình như thanh này cũng là thanh 4GB nữa hay sao ấy các bạn. Nhìn không rõ mặt này cũng chẳng thấy gì. Thôi cứ cho là hai thanh 4GB đi. Đó. Và CPU của chúng ta đây, CPU thì i7 của chúng ta đây các bạn nhé. Còn i7-6700 thì cái đời i7-6700 này, i7-7700 là đời 6 và đời 7 là cái đời thất bại của Intel. Bởi vì cái nâng cấp của nó không khác gì nhiều so với đời thứ tư. Cũng chỉ 4x8 luồng, nó chỉ khác xung thôi các bạn nhé. Khác xung với cả điện áp tiêu thụ một chút xíu thôi. Đấy, chúng ta sẽ xem nào. Tụ tiết còn nguyên này. Các cạnh này còn... thằng này không bị móp này. Nhưng chung là CPU của VN là ổn. Socket thì sao? Ush. Socket này các bạn này. Úi giời. Socket này chắc là bị cong rồi các bạn ạ. Bị cong này. Góc này này. Hai phát luôn. Cong socket chạm cái vào chân như này thì khả năng rất cao là chạm vào CPU và dễ CPU đi rồi các bạn ạ. Úi giời ơi. Có vẻ như là không thơm rồi các bạn ạ. Úi giời ơi. Úi giời. Thì sau khi Intel ra đời thứ 6, thứ 7 này thì AMD xuất hiện với bộ Ryzen 1 các bạn nhé. Ryzen thế hệ đầu tiên ấy.
hiệu năng nó mạnh quá, thế là Intel vội vã phải ra đời thứ 8. Ông này chưa kịp lóe lên cái đã tắt luôn. Thế nó gọi là đời thất bại của Intel. Nói chung là chúng ta sẽ có nguyên combo như thế này. B150 i7 6700 và RAM này có thể là 8 hoặc là 12 GB gì đó, và một cái hai cái card hình với giá một củ không bao test các bạn ạ. Bây giờ chúng ta sẽ phải lắp vào test thử để xem có ăn may không. Nhưng mà trước tiên là mình sẽ gẩy lại cái chân của con CPU để cho chắc ăn các bạn nhé. Các bạn chờ một lát đi. Tình hình là gãy xong thì chỗ này nó đỡ đỡ hơn tí các bạn ạ. Nhưng mà phiên trên này là bị gãy hẳn một chân rồi. Gãy hẳn một chân các bạn ạ. Đấy, nên là hơi khoai. Thôi kệ, chúng ta cứ lắp vào test thử nha. Ok, đây các bạn nha. Mình đã cắm nguyên combo của bạn này. Thêm cái quạt của mình là hai thanh RAM này. Một cái cạc màn hình này. Mặc dù là CPU bị cái main này bị gãy chân socket rồi. Nhưng mà chúng ta cứ thử nha. Biết đâu lại chạy. Bật chưa nha. Bật rồi. Bật nha. 2 3. Úp. Quạt Vega quay nhưng mà quạt CPU không quay đó các bạn này. Này, Vega quay này. Mới quay mà. Hãy thôi à. Ý. Hay là chập cái gì rồi các bạn này. Mình vừa thấy cái quạt Vega nó quay vèo cái xong rồi nó dừng luôn. Ây à. Hay là chập cái gì rồi, tại có thể là do cái chân socket của dưới này nó bị gãy này. Thì có thể nó sẽ không nhận đủ RAM đâu. Rồi chúng ta sẽ ok các bạn nha, mình đã tháo một que rồi, chạy một que này. Vì nó bị gãy một chân socket ấy, có khả năng nó sẽ không nhận đủ RAM các bạn nha. Chúng ta sẽ bật thử ra. 2 3. Quạt Vega vẫn quay, quạt CPU không quay nhỉ. Nằm in luôn này. Không quay gì luôn các bạn ạ. Ngắt rồi. Đứng im. Không động đậy gì à. Nguồn có bật này. Ây da, không thấy động đậy gì. Úi giời ơi. Nhỏ rồi. Ok, đây các bạn nha. Mình đã thay thanh RAM khác này. Thay cả cái dây nguồn khác này. Chúng ta sẽ thử xem là có phải tại dây nguồn không các bạn nhé. Bật thử này. 2 3. Nguồn có quay này các bạn này. Nguồn có... Quay. CPU quay. Nhưng mà ngắt này. Với CPU không quay, giờ nó quay cái lại ngắt luôn này. Ôi giời ơi. Không ăn thua rồi. Xịt rồi các bạn ạ. Đóng điện cái là quay này, quay nguồn này. Nhưng mà quạt CPU không thèm quay luôn này. Trời ơi, nhỏ rồi. Ok các bạn nha. Mình đã lắp nguyên cái combo của bạn ấy sang cái main của mình này. Rất hy vọng là hai thanh RAM này với con CPU có thể sống được. Chứ em main này đi rồi. Đấy. Mình đã thử mấy main rồi. Có cái main này có cái hy vọng nó có thể chạy được thôi. Chúng ta sẽ bật thử nha. 2 3. Chạy rồi. Đang báo ở RAM rồi các bạn này. Báo ở RAM. Chưa thấy qua các bạn, vẫn đang ở D RAM này. Tắt rồi. Lên không? Chưa thấy gì các bạn ạ. Sang Vega rồi. Nhưng mà vẫn chưa thấy lên. Lên. Ý bật phím sáng, ơi lên. ngon các bạn nhá. Úi giời ơi. Chết mền các bạn nhá. Cạc L210 sống. RAM hình như cũng sống. RAM đây bao nhiêu ghi? RAM 12 ghi các bạn ạ. Ý à, một thanh 8, một thanh 4. Ê, CPU i7 không nhỉ? Ấy i7, 6700. Úi giời ơi, sống. Thơm. Úi giời ơi, lại cứ tưởng à. Kéo hết. Con này là mình đã cố gắng mình kéo cái chân gãy ở đây rồi, nhưng mà không ăn thua các bạn. Con này là đi rồi. Chết mình. Đấy. Mà hiện tại là nó mới chỉ lên thôi các bạn ạ. Bây giờ nó có ngon hay không thì lại phải cắm ổ cứng vào test thử xem sao các bạn nhé. Nhưng mà ít ra như này có tí tín hiệu rồi các bạn. Chờ một lát nhá. Ok rồi đây các bạn này. Ấy, cắm ổ cứng gặp cái thứ vào em nó lên được rồi này. Ý da, chúng ta sẽ xem lại. Xem chuẩn cấu hình không các bạn nhá. Ấy. i7 6700 này, 4 x 8 luôn này. Của mình cũng B150 MSI à. Ơi da, 12GB các bạn nhá. Ý ngon. Graphic thì chưa nhận các bạn ạ, nhưng mà cái con 210 này chỉ để chống mù thôi. Để test cái hiệu năng của con 6700 này thì bây giờ mình sẽ
cắm cạc vào, chúng ta chơi game thử xem sao các bạn nhé. Các bạn chờ một lát đi. Ok các bạn nha, chúng ta đang đến với Need for Speed. Đấy, con này nó say CPU, con này lên 100% công lực luôn. 100% công lực nhưng mà cũng chỉ ăn chưa đến 50W điện các bạn. Drop. Rồi. Nhiệt độ 80 mấy độ C rồi, tản stop 8 mấy độ là bình thường các bạn nha. Hoạt động 100% công suất mà với có 8 mấy độ là rất ok rồi. Này mình còn chưa thèm tra keo cho kiếp gì cả. Mà con này ăn cũng ít điện nha các bạn, nó ăn cũng chỉ xem như con 9100F thôi. Không nhiều hơn đâu, nhưng mà xung thì có vẻ như là thấp hơn. Nhiệt độ nó cao quá nó cũng tụt xung các bạn ạ. Nó chỉ loanh quanh tầm khoảng 3.7-3.8 ghi thôi. Úi giời. Mà chém gió leo tường tèo à? Hay là xịt rồi? Tèo chạy lại các bạn. Cứ tưởng xịt cơ. CPU hoạt động 100% công suất như này mà không thấy có hiện tượng gì, có nghĩa là CPU không lỗi các bạn nha. Rất may là em nó vẫn chạy được. Đấy, như vậy là chúng ta có được 12GB RAM, một con i7 đời 6, một con cạc chống mù đấy, và một thêm một cái SSD nữa. Chết mỗi cái main thôi. May quá các bạn, tưởng phải tèo hết thì chết. Rồi, xin cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Xin chào, hẹn gặp lại.